không ạ? Hiện tại nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, shop bên nhà em Ngoan thì đang có chương trình giảm giá tất cả các mặt hàng từ thực phẩm chức năng cho đến mỹ phẩm các loại. Anh chị em cô chú nào mà quan tâm đến sâm nấm Hàn Quốc cũng như là tinh dầu thông đỏ và phòng chống đột quỵ thì là nhắn tin cho em vào cái trang này nhé. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay hai mẹ con mình đang chuẩn bị nhổ khoai bới khoai. Thì nhà mình năm nay trồng được có hai cái luống dài thế này thôi. Bây giờ đến đang là buổi trưa rất là nắng nóng này. Mẹ mình hôm nay lại mặc cái áo hồng con dâu mua. Kiểu hay là bà biết là mình quay video sao, chủ yếu là hay mặc những cái áo mình mua cho khi quay video ấy. Đấy, đã chuẩn bị bắt tay vào làm hôm nay thì chắc sẽ nhổ một luống trước nha mọi người. Tại vì năm nay thấy bản là khoai lại không có được mùa cho nên là không có giống như năm ngoái. Đấy mọi người nhìn chỉ được có một luống dài đến nửa thôi chứ không phải là đến tận ngoài kia đâu. Thế nhưng mà chủ yếu là nhà để ăn chứ không có bán nhất gì hết. Mẹ mình sẽ nhổ cái này xong rồi mình ngồi mình lấy một cái niềm. Xong rồi bới nha mọi người. Hy vọng là nói chung là được một tí thì đỡ. Mình nói là năm nay anh rể con đi ấy khoai ấy, cho nên là mẹ không phải cho con, cho chú với lại cô thôi. Này, cô bé này. Trời, đi hẳn chân đất rồi mọi người ơi. Mang cả giày cả ủng lên mà mẹ mình đi chân đất. Ui, khoai này. Năm ngoái thì mình nhớ là cũng được toàn khoai to thôi. Nhưng mà sao mẹ mà năm nay, tại vì mấy trước là bà bới một lần rồi. Đấy, củ bé này có khả năng dễ ăn. Đấy, nó đã mọc mầm lên rồi. Anh bảo sao mỗi mình già này mà làm nhiều thế. Nhưng mà đây là... À, nè. Bà đang hỏi anh rể mình là một anh về Việt Nam thì sức khỏe đã ổn định chưa? Mình bảo là ổn định rồi mẹ ơi, bây giờ anh cũng đi làm rồi ấy. Bà cũng hay quan tâm. Ui, có một con giun kìa. Đấy, không có mấy này đâu, được có tí thôi. Đấy, người nông dân chỉ những lúc này là buồn nhỉ. Nhưng mà nhà mình không có kinh doanh hay là bán gì hết. Con được nhiều thì con cháu ăn nhiều. Hoặc là cho ai ấy, còn không thì là thôi. Chú về lấy nhiều, tại vì chú cho hàng xóm, chú ở dưới quê mà ở nông thôn, thế nhưng mà cái tỉnh đấy nó là cái tỉnh to, kiểu dạng ngoại ô ấy. Mới lại chú làm công ty lớn thì là nhiều khi nhiều chú lại mang biếu đồng nghiệp ấy. Có chị này bảo khi mẹ mình không thuê thì làm kiểu gì một mình. Cái này là để làm vui thôi, chứ không phải là để kinh doanh đâu mà thuê. Nếu mà thuê thì là mẹ mình đã không làm. Tại vì ai cũng thấy là nhiều ấy, ruộng nhiều, trồng các loại cây, nhưng mà mình không biết sao cái đất ở Hàn Quốc sao nó tốt lắm nhá. Trồng cái gì nó cũng lên đẹp ấy, dù là mình không chăm sóc mấy. Ôi, củ kia to này. Củ nào của đấy ngon nhỉ. Trời, chân mẹ mình trắng rồi cả chân mình nữa rồi. Nghe? Ăn nhiều mày cái gì? Mình bảo để mình rớt cái này ra, bà bảo con không làm được đâu. Bảo cái này sao con không làm được? Chỉ việc rớt nó lên thôi mà. Trời ơi, củ thì ít mà cái dây của nó to vô cùng nhiều ấy. Wow, một em đã tự động lên. Nay mà như ngày xưa bảo cho lợn ăn nhé. Lợn không có mà ăn. Sợi dây nhiều hết ta. Này thì nó tốt hết vào dây chứ nó củ ăn sao có trời. Cho hết vào góc này. Wow. Mình tưởng đất xốp nhổ phát thì nó lên cả, nhưng mà không nha. Phải lấy một cái niềm bào nó mới lên. Chứ không nó không lên. Cái này mình mà không biết đào thì nó bị gãy. Mà biết đào thì là cẩn thận thì là được. Còn nguyên vườn đỗ chưa hái nữa cơ. Chắc phải qua trung thu mẹ mình trồng nhiều đỗ lắm. Đỗ đỏ, đỗ đen, đỗ xanh.
hôm nọ sao nhỉ, mẹ kiểu như là không biết mệt hay sao ấy, bà bảo sang năm không trồng đỗ trồng vừng nữa. Chồng mình khoe chồng mình, anh chồng mình bảo không tin những lời mẹ nói à. Lúc mẹ thì nói vậy nhưng mà sang năm à lại trồng nhiều tại vì tiếc đất. Củ nó bé quá. Để. À mẹ mình nó bảo là có mấy người ta đặt trước ấy. Mẹ bảo nó khoai bé không bán được, thế các bác ấy bảo là đợi to lên tí rồi mình bới xong rồi mình bán cho các bác cũng được, tại vì nhà không ăn mấy. Này, mẹ bảo là thôi hái chỉ bới thử một tí thôi, con ăn cho nó bé quá phí. Mình tưởng nếu mà nó to thì làm hái hết cái luống này hai mẹ con, thế nhưng mà bé lắm. Người ta làm công việc có máy nhàn thật, không phải mất công bới. Hái nốt chỗ này. À bới ấy, cứ nhầm là hái. Trời ạ. Mọi người thông cảm, nhiều khi mình quay video mình không nói, mình không để ý nó hay dùng từ nhầm ấy. Má nó mà khế khủng mà khế. Này. Đấy. Không được. Này đứa này không biết xin là sao đó. Ôi, nếu mà to như này thì cũng là ok, mỗi tội bé nhỉ. Ừ. Có nhiều chị bảo nó khoai lang thì mình nhổ xong thì mình phải đợi một thời gian ăn mới ngọt. Chứ ăn ngay nó không ngon biết phải không? Mình mấy cái này thì không có kinh nghiệm mấy. Này là đỗ rồi mọi người. Nhiều lắm. Không cần để tôi đưa qua cái tên. Cái tòa nhiều đỗ chứ có sổ. Nè. Đỗ cũng nắng quá cho nên là nó không có được to mà ngon. Táo tàu to chưa mọi người ơi. Bố có bạc. À bảo hái quả ăn thử. Thằng có. Không ngọt mấy nhỉ. Táo này phải để cho nó khô quắt thì bắt đầu nó mới tích đường, nó mới ngọt hay sao, chứ ăn cái giờ tầm đấy nó nhạt lắm. Cây này to nhất. Còn sang cái chỗ này thì là nó là cái giống khác hay sao, quả nó bé tí như là cái quả gì ta, như quả dâu da ấy. Và đây là những cái chỗ khoai mà mấy hôm trước mẹ mình bới mọi người ơi. Đây là chọn những cái củ đẹp lắm cho vào đây nha, để gửi cho cô hoặc là chú hoặc là cho nhà mình ấy, nhưng mà mình bảo năm nay con không lấy. Thế là chắc là chưa biết là cho ai, hoặc là có bán được thì bán. To nhỏ là mẹ mình chia, phân chia lẫn lộn này mọi người ơi. Hai ấy dài mới được có từng này, và mọi năm phải gấp đôi nhá. Cho nên là còn cái luống kia thì là bà bảo đợi bao giờ mà nó to lên tí nữa rồi bới, chứ không kiểu phí ấy, tiếc cái công mình làm. Thế bây giờ mình lại chở mẹ mình về. Đúng là làm nông nghiệp lúc nào mà được mùa thì là ấy nhỉ, vui. Mà cái công mình chăm sóc nó không được thì lại buồn. Còn cái ít màu gà này thì là nó không có chăm bẵm gì mà nó lớn quá trời luôn này. Lúc nào về sân nhà mẹ mình cũng có ít đồ, ít rau mẹ mình muối. À phơi. Bây giờ mẹ bà là đang mệt. Nhưng mà mẹ đứng ra thì con về. Nghỉ ngơi đang chưa nắng. Bà cứ bảo là hôm nay mình gọi là vẫn đã, con đã vất vả rồi. Cái câu cửa miệng người Hàn Quốc. Người ta hay dùng cái từ đấy. Kể cả trẻ con thế. Cho nên mẹ mình từ nãy nó đi lại bảo khiếp không con lái xe có tí là mẹ cứ phải khách sáo. Nhưng mà kiểu mình ấy là mình thoải mái thì thấy, chứ ví dụ mà cô hay chú về là mẹ mình cũng không nhờ cái gì đâu. Rồi bây giờ mình về đây mọi người ơi. Lần nào đi qua đây cũng chỉ thích ngắm cái ruộng lúa của mấy cái nhà này thôi. Hôm năm nào người ta trồng vào sân lúa nó đẹp lắm. Cái này là qua trung thu là được thu hoạch, không đấy là nó vàng ươm, thích lắm mọi người ơi. Năm nào mình cũng đi qua xong mình ngắm, như kia còn chụp hình ở đây nữa cơ. Tại vì thấy nó đẹp. Bây giờ mình đang trên đường về nhà để cho mẹ mình nghỉ ngơi. Hôm nay bà cũng mệt đấy. Rồi bây giờ mình xin dừng video tại đây nhé. Hẹn tất cả mọi người vào những clip tiếp theo ạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.